Với mức giá bán hiện tại thì mình cho rằng là VinFast Fadil sẽ còn thống trị trong phân khúc xe đô thị hạng A rất lâu nữa các bạn ạ. Bởi vì hiện tại thì mức giá nó đang phù hợp với đại bộ phận, đa phần người dân Việt Nam nói chung. Hello, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với Auto Việt Nam. Đã lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại để làm video clip. Như các bạn được biết thì trong 2 tháng vừa qua thì chúng ta phải trải qua một cái đợt giãn cách rất là dài, lên tới gần 2 tháng ở tại Hà Nội. Chính vì vậy mà trong cái quãng thời gian đó thì chúng tôi không thể nào mà làm được ra những video clip để phục vụ quý vị các bạn được. Mặc dù đã có những cái dòng xe mới như là Hyundai i10, rồi Nissan Almera cũng đã ra những phiên bản mới rồi. Sắp tới đây thì chúng mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để cho ra những cái bản đánh giá chi tiết và chân thực nhất để gửi gắm tới quý vị các bạn. Hy vọng là các bạn ủng hộ. Và trong 2 tháng vừa qua thì chúng ta, tất cả chúng ta đều phải làm việc ở nhà đúng không ạ? Thì Auto Việt Nam cũng đã rốt ráo xây dựng một cái trang web để cập nhật thông tin tin tức thị trường ô tô trong nước cũng như là giá bán của tất cả các dòng xe khác nhau có mặt tại thị trường Việt Nam để cho các bạn có thêm những nguồn thông tin. Thì sắp tới ra mắt thì cũng mong các bạn ủng hộ Auto Việt Nam. Thế thì hôm nay mình làm một cái video clip rất là ngắn thôi, chia sẻ lý do tại sao mà mình lựa chọn chiếc xe VinFast Fadil này. Thế thì đây là cái phiên bản Bay. Cái thời điểm mà mình mua chiếc xe này thì nó không phải là thời điểm mà vừa rồi VinFast hỗ trợ những khách hàng có sổ khẩu ở Hải Phòng đâu, bởi vì mình không phải là người Hải Phòng. Thế thì nhưng mà cái thời điểm đấy mình mua chiếc xe này thì cái mức giá bán thì nó cũng được VinFast hỗ trợ rất là nhiều. Nếu mà đăng ký thì rơi vào khoảng tầm 385-390 triệu thôi. Mình cho rằng đó là một trong những con số rất là hợp lý. Đó là lý do mà tại sao mình lựa chọn VinFast Fadil. Thế thì trước đó thì mình cũng sử dụng rất nhiều các dòng xe khác nhau, từ hạng C, hạng B. Thì bây giờ chuyển xuống mua chiếc xe VinFast Fadil này để thuận tiện di chuyển đi lại trong phố xá cũng như là cho vợ đi. Thế thì mình thấy là nó cũng rất là hợp lý, bởi vì bản chất là thứ nhất là giá bán hiện tại VinFast đã hỗ trợ rất là tốt. Cái vấn đề thứ hai đó là cái mục đích nhu cầu sử dụng của mình chỉ cần đó là nó nhỏ gọn để chúng ta có thể di chuyển trong phố một cách dễ dàng thôi. Đó là những cái yếu tố mà mình cần. Thế thì nói một chút về chiếc xe VinFast Fadil, về những cái ưu nhược điểm của nó. Có lẽ là rằng đây là một trong những chiếc xe mà mình có rất nhiều những kỷ niệm vui. Bởi vì như các bạn được biết thì mình cũng đã có một cái video đánh giá chiếc xe VinFast Fadil này ở trên một cái cung đường rất là xa, đó là đi từ Hà Nội lên Đồng Văn, Hà Giang. Đó là một cái trải nghiệm mà toàn bộ ekip của Auto Việt Nam được đi chơi, được trải nghiệm cùng với chiếc xe VinFast Fadil cách đây khoảng 1 năm. Và từ cái buổi hôm đó thì mình mới quyết định mình sẽ mua chiếc xe này để cho vợ đi. Và đồng thời là mình cũng, thì nhiều khi mình cũng thỉnh thoảng mình đi vào phố xá thì nó cũng sẽ không bị vất vả như là đi chiếc xe hạng C của mình. Thế thì chiếc xe VinFast Fadil này có cái nhược điểm gì khi mà các bạn di chuyển trong phố? Thì đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là hai bên của chữ A nó thiết kế tương đối là to. Nếu như cái phần của chữ A đấy nó được làm nhỏ đi một chút thì nó sẽ giúp cho chúng ta di chuyển trong phố, nó sẽ đỡ bị vướng cái tầm quan sát. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là cái hàng ghế thứ hai ở đằng sau khá là chật. Đó. Còn lại thì tất cả cái chi tiết còn lại ở trên xe thì mình đánh giá rất cao về mẫu xe của Việt Nam. Các bạn cũng biết là mình cũng đã có rất nhiều những video clip đã đánh giá VinFast Fadil rồi so sánh với các đối thủ như là Kia Morning hay là Hyundai i10, đúng không ạ? Thế thì hy vọng phiên bản mới trên mẫu xe hạng A của Việt Nam sẽ được nâng cấp, đó là cruise control rồi cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, thì đối thủ i10 sẽ rất khó khăn trong cái việc là lật đổ ngôi vương của mẫu xe Việt. Với mức giá bán hiện tại thì mình cho rằng là VinFast Fadil sẽ còn thống trị trong phân khúc xe đô thị hạng A rất lâu nữa các bạn ạ. Bởi vì hiện tại thì mức giá nó đang phù hợp với đại bộ phận, đa phần người dân Việt Nam nói chung. Thế thì nếu để so sánh với các dòng xe Hàn như là Hyundai i10 phiên bản mới được ra mắt, thì cái mức giá bán của i10 khá là cao. Nếu như so sánh VinFast Fadil thì hiện tại mẫu xe này vẫn đang vô địch trong tầm giá. Đặc biệt là cái phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao này nó rất là phù hợp với đại bộ phận, đa phần người dân Việt Nam các bạn nhé. Đó, và cái giá trị mà các bạn nhận lại được nó rất là nhiều.
ngoài một chiếc xe được dựa trên nền tảng khung gầm của một mẫu xe đến từ châu Âu đúng không ạ, Open Cars. Rồi nó rất là chắc chắn, phải thực sự khẳng định luôn, chắc chắn hơn rất nhiều so với những mẫu xe Hàn, xe Nhật. Đó, cái thứ hai đó là khối động cơ 1.4 lít, hộp số vô cấp, vận hành êm ái, dương giả. Đấy là những cái yếu tố mà tôi đánh giá rất cao. Đấy, vô lăng thì gần như là giống nhau thôi, khả năng cách âm chống ồn thì là ở mức gọi là khá. Đấy, nếu mà để so sánh với các đối thủ trong phân khúc thì mình cho rằng là VinFast Fadil vẫn có một cái khả năng âm chống ồn nhỉnh hơn so với các đối thủ. Vận hành rất là mượt mà các bạn nhá. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta di chuyển đều chân ga như thế này ở mức khoảng tầm 80 cây số. Đấy thì nó sẽ rơi vào ngưỡng khoảng tầm 1.700-1.800 thôi. Vòng tua máy nó ở mức đó thì nó sẽ luôn luôn tạo cho chúng ta những cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, lý do là bởi vì vòng tua máy tầm khoảng tầm 1.500-1.700 thì nó sẽ tối ưu được. Đấy, nếu cao quá thì nó sẽ rất tốn xăng. Các bạn để ý rằng là hiện tại thì mình đang đi được khoảng tầm 5.159 cây số. Thế thì mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp hiện tại thì nó rơi vào khoảng tầm 6,1 lít trong 100 km. Đây là một trong những cái mức tiêu hao nhiên liệu nó rất là tốt, rất là tiết kiệm các bạn ạ. Nếu như các dòng xe kia mà động cơ 1.2 hộp số 4 cấp thì nó cũng rơi vào loanh quanh cũng khoảng tầm 5.7-5.8 rồi, nó chênh nhau không có nhiều. Nhưng đổi lại các bạn có được một cái khả năng vận hành nó phóng khoáng. Đấy, nó không bị bí ở chỗ nào, cũng chẳng hạn như chúng ta muốn đạp sâu chân, chúng ta vượt xe như thế này chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể thấy nó rất là thoáng, chạy nó không bị bí. Đấy, khả năng ổn định thân xe rất là tốt cho các bạn nhé. Đấy, hiện tại mình đang chạy theo kiểu dạng zigzag này. Đấy, rất chắc, xe rất chắc luôn. Đó là những cái ưu điểm của VinFast Fadil so với các đối thủ. Các đối thủ mà chạy như thế này thì mình e rằng là rất là nguy hiểm các bạn nhé. Nói chung là chiếc xe này thì với mức giá loanh quanh bây giờ khoảng tầm 380-390-400 thì mình cho rằng là rất là phù hợp. Đấy, mà xe nó cũng chắc chắn, nó cũng vận hành nó cũng nhanh nhẹn hơn, nó thoáng hơn rất là nhiều. Động cơ 1.4 thì tương đương với các mẫu xe hạng B rồi, trong khi đó cân nặng nhẹ hơn khoảng 200 cân. Thế chính vì vậy mà các bạn sẽ có một cái khả năng vận hành do nó rất là thanh thoát. Để mà nói nhá, nếu như mà đi cạnh những cái con như là Xpander này, 1.4, 1.5 này, Fadil phát bột luôn. Mà động cơ nhá, các bạn nghe nhá, nó rất là êm, tròn tiếng, nó không bị gắt, nó không bị tanh. VinFast Fadil này thì mình đánh giá cao về cái nền tảng khung gầm và cái khả năng vận hành của nó, các công nghệ an toàn nữa. Đấy, như là ABS, EBD, rồi ESP, chống lật chrome. Đấy, bây giờ đi đâu cũng thấy xe VinFast gần như là đầy đường luôn. Đấy là cái tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam nói chung, đúng không ạ? Bởi vì dù gì nhá, các bạn hiểu được rằng là bây giờ ngành công nghiệp chế tạo của chúng ta phát triển thì nhà nước với thu được thuế nhiều thì phải xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi đầu tư cho giáo dục, cho kinh tế phát triển thì chúng ta được lợi thôi, đúng không ạ? Người dân chúng ta được lợi. Rồi giải quyết được những cái bài toán công ăn việc làm, không phải phụ thuộc quá nhiều về mấy ông nước ngoài. Đấy, thế thôi, đơn giản là như vậy thôi. Ổn định chính trị là ổn định về kinh tế, ổn định kinh tế là ổn định về chính trị. Nó rất là quan trọng. Với một chiếc xe mà có một cái mức giá bán nó phổ cập với đại bộ phận đa phần người dân Việt Nam nói chung thì mình cho rằng là VinFast Fadil sẽ còn thống trị trong phân khúc này dài. Lý do là i10 phiên bản mới thì ra mắt cũng đã có những cái trang bị
tiện ích mới. Thế nhưng mà mức giá bán thì mình cho rằng sẽ rất khó có thể cạnh tranh được với VinFast Fadil. Từ cái hôm mà ra mắt đến giờ thì thực sự là hiếm khi nhìn thấy một chiếc xe Hyundai i10 thế hệ mới, phiên bản mới, thật sự luôn, trên đường chạy hiếm khi mà thấy được một chiếc luôn. Bởi vì thực ra giá nó cũng cao quá. Con Fadil này mà nâng cấp mà thêm cruise control này, rồi cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai nữa thì ngon, quá ngon luôn. Cả phiên bản bay này luôn, phiên bản bay này chỉ cần nâng cấp thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai thôi. Bây giờ các bạn độ thêm cũng mất có đâu đó vài triệu thôi, không nhiều,